Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Giao tranh khốc liệt với Ukraine dọc biên giới Kursk, Tổng thống Nga Putin họp khẩn. Tổng thống Putin ngày 22 tháng 8 đã họp để trao đổi về tình hình căng thẳng ở các vùng biên giới của Nga, nơi các cuộc tấn công của lực lượng vũ trang Ukraine vẫn tiếp diễn. Trong cuộc họp, các quyết định quan trọng đã được đưa ra để hỗ trợ các vùng bị ảnh hưởng và người dân tại các khu vực này. Tổng thống Putin ủng hộ đề xuất hỗ trợ bảo vệ lãnh thổ ở vùng biên giới Bryansk từ ngân sách liên bang. Quyết định này nhằm tăng cường năng lực phòng thủ khu vực và đảm bảo an toàn cho người dân trong bối cảnh căng thẳng gia tăng. Cuộc họp cũng lưu ý rằng trong tuần qua, 19 dân thường đã bị thương do các cuộc tấn công của lực lượng vũ trang Ukraine ở vùng Belgorod. Do các cuộc pháo kích, 35 khu định cư trong khu vực đã bị phong tỏa. Điều này cho thấy mức độ nghiêm trọng của mối đe dọa đối với người dân địa phương. Ngoài ra, các cơ sở nông nghiệp ở vùng Belgorod cũng bị thiệt hại đáng kể. Theo ước tính sơ bộ, thiệt hại lên tới hàng tỷ rúp. Thực tế này nhấn mạnh nhu cầu hỗ trợ thêm cho ngành nông nghiệp ở các vùng bị ảnh hưởng. Trong khi đó, tình hình giao tranh ở vùng Kursk vẫn căng thẳng. Hơn 130.000 người đã rời đi, nhưng khoảng 20.000 người dân vẫn tiếp tục ở lại, bất chấp mối đe dọa. Về vấn đề này, Tổng thống Putin ủng hộ việc đưa ra chế độ thanh toán tự động với số tiền 15.000 rúp, tương đương 163 USD cho cư dân vùng Kursk rời khỏi vùng chiến sự. Theo dữ liệu, hơn 41.000 người dân vùng Kursk bị ảnh hưởng do các cuộc tấn công của lực lượng vũ trang Ukraine đã nhận được khoản hỗ trợ. Ngoài ra, hơn 200 giấy chứng nhận tái định cư đã được cấp, cho phép các gia đình bị ảnh hưởng bắt đầu một cuộc sống mới ở những khu vực an toàn hơn. Các động thái trên diễn ra trong bối cảnh Nga nỗ lực tăng cường an ninh cho các vùng biên giới sau cuộc đột kích của quân đội Ukraine vào vùng Kursk hôm 6 tháng 8. Thống đốc vùng Bryansk Alexander Bogomat cho biết lực lượng biên phòng của cơ quan an ninh Liên bang Nga và các đơn vị quân đội Nga đã đẩy lùi một cuộc tấn công của một nhóm thám báo Ukraine hôm 21 tháng 8. Theo quan chức Nga, khu vực đột kích mới cách địa điểm Ukraine xâm nhập vào vùng Kursk lân cận khoảng 240 km. Bộ Quốc phòng Nga hôm 20 tháng 8 thông báo sẽ thành lập các nhóm quân ở các tỉnh biên giới Belgorod, Kursk và Bryansk. Thông báo cho biết ba cánh quân sẽ chịu trách nhiệm bảo vệ công dân và vùng lãnh thổ khỏi các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và các phương tiện tấn công khác của Ukraine. Trước đó, Ủy ban chống khủng bố quốc gia Nga thông báo áp dụng các biện pháp chống khủng bố ở các khu vực Kursk, Bryansk và Belgorod để đảm bảo an toàn cho người dân và ngăn chặn các cuộc tấn công của Ukraine. Theo các biện pháp chống khủng bố, chính phủ Nga có thể di rời người dân đến khu vực an toàn, kiểm soát liên lạc qua điện thoại, hạn chế liên lạc, trưng dụng phương tiện và đình chỉ hoạt động sản xuất liên quan đến vật liệu nguy hiểm. Sau hơn 2 tuần đột kích, Ukraine tuyên bố đã kiểm soát gần 100 khu định cư trên diện tích gần 1.300 km2 lãnh thổ Nga. Tuy nhiên, Kiev cho biết mục tiêu cuối cùng của họ không phải là chiếm giữ lãnh thổ Nga mà để nâng cao vị thế đàm phán, bảo vệ các vùng biên giới Ukraine khỏi làn sóng tấn công của Moscow. Nga tuyên bố tiếp tục giáng đòn mạnh và gây tổn thất lớn cho Ukraine trong chiến dịch Kursk. Theo thống kê của Bộ Quốc phòng Nga, kể từ khi đưa quân vào Nga, Ukraine đã mất tổng cộng hơn 4.700 quân nhân, 65 xe tăng, 27 xe chiến đấu bộ binh, 53 xe bọc thép chở quân, 316 xe chiến đấu bọc thép, 133 xe cơ giới, 31 đơn vị pháo binh, 5 hệ thống tên lửa phòng không, 9 hệ thống pháo phóng loạt, 6 trạm tác chiến điện tử. Nga mạnh mẽ tuyên bố đã chặn đứng quân Ukraine xâm nhập ở Kursk. Ngày 20 tháng 8, chỉ huy lực lượng đặc nhiệm Akhmat của Nga, Apti Alaudinov, đã đưa ra một tuyên bố mạnh mẽ và đầy tự hào về thành công trong việc ngăn chặn cuộc tấn công của Ukraine vào vùng biên giới Kursk. Trong một cuộc phỏng vấn với đài truyền hình Nga, ông Alaudinov khẳng định rằng quân đội Nga đã hoàn toàn đập tan mọi nỗ lực tiến quân của Ukraine và phá hủy các nguồn lực chiến lược quan trọng của đối phương. Ông cho biết rằng lực lượng của mình đã gây ra tổn thất nghiêm trọng cho quân đội Ukraine với nhiều trang thiết bị, xe tăng, xe bọc thép và lính bộ binh bị tiêu diệt. Những thông tin này không chỉ làm rõ sự thất bại của cuộc tấn công, mà còn khẳng định sự kiểm soát vững chắc của Nga tại khu vực. Ông Alaudinov tiết lộ rằng, lực lượng đặc nhiệm Akhmat hiện đang tiếp tục dọn sạch các khu vực đông dân cư ở Kursk, nơi đã bị quân Ukraine chiếm đóng trước đó. Ông cho biết tình hình hiện tại đã trở nên ổn định, và lực lượng Nga không còn phải lo lắng về việc quân địch có thể tái xâm nhập vào các khu vực mà họ đang bảo vệ. Thêm vào đó, ông chỉ trích sự tham gia của các lính đánh thuê nước ngoài và quân nhân từ các quốc gia NATO vào chiến dịch đột kích của Ukraine. Ông Alaudinov cho rằng cuộc tấn công vào Kursk là một phần trong âm mưu được dàn xếp bởi Mỹ, Anh và các cường quốc NATO nhằm làm phân tâm Nga
và làm chậm lại sự tiến quân của nước này qua các khu vực của Ukraine. Bên cạnh đó, ông Alodinov bày tỏ hy vọng rằng cuộc xung đột Nga-Ukraine sẽ sớm được giải quyết trong vòng 2-3 tháng tới, mặc dù tình hình chiến sự hiện tại vẫn còn rất phức tạp. Vào cuối ngày 19 tháng 8, ông công bố rằng ông đã thu thập được một lượng lớn bằng chứng hình ảnh về các hành động tàn ác của quân Ukraine, bao gồm các dân thường Nga bị bắn thẳng vào đầu. Ông gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình các nạn nhân và cam kết sẽ trả thù cho họ. Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo rằng cuộc chiến sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp và không thể dự đoán được. Tuyên bố này không chỉ phản ánh sự căng thẳng gia tăng trong cuộc xung đột, mà còn nhấn mạnh những thách thức lớn mà cả hai bên đều phải đối mặt trong giai đoạn sắp tới. Nga đạt bước tiến đáng kể ở Donetsk, Ukraine lâm vào tình trạng khát đạn dược ở Kursk. Tạp chí Financial Times vừa công bố một báo cáo chi tiết và gây chấn động về tình trạng nghiêm trọng mà quân đội Ukraine đang đối mặt trên chiến trường miền Đông. Theo thông tin từ một chỉ huy lữ đoàn pháo binh Ukraine, nước này hiện đang phải vật lộn với tình trạng khan hiếm đạn dược trầm trọng. Một phần cho sự phân phối các nguồn cung cấp khí tài và đạn dược quan trọng đã bị điều chỉnh về phía Bắc để hỗ trợ cho chiến dịch tấn công vào vùng Kursk của Nga. Chỉ huy giấu tên cho biết, việc chuyển các nguồn lực thiết yếu ra khỏi vùng Donetsk đã dẫn đến việc hệ thống phòng thủ ở khu vực này bắt đầu có dấu hiệu rạn nứt. Trong bối cảnh đó, Kiev đã quyết định điều động hơn 10.000 quân từ Donetsk và Kharkiv tới tham gia vào chiến dịch Kursk, bao gồm nhiều lực lượng đổ bộ tinh nhuệ và lữ đoàn cơ giới. Đặc biệt, ít nhất 20 đơn vị quân đội Ukraine đã được triển khai trong các nỗ lực tấn công xuyên biên giới vào Kursk, trong đó có nhiều lực lượng dự bị được điều động để củng cố tuyến phòng thủ và hỗ trợ các binh lính ở tuyến đầu. Tình hình đã trở nên căng thẳng đến mức các đơn vị Ukraine buộc phải quay lại chế độ phân phối đạn pháo lần đầu tiên kể từ khi Quốc hội Mỹ trì hoãn việc chuyển viện trợ quân sự cho Ukraine. Sự trì hoãn này đã dẫn đến việc các nguồn lực đã được phân bổ lại cho chiến dịch đột kích ở Kursk, gây ra tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng tại vùng Donetsk. Theo các phân tích từ nhà phân tích Nashio, Ukraine đã mất một số lượng đáng kể khí tài tại Kursk, bao gồm 51 chiếc xe bọc thép, trong đó có các xe bọc thép Marder do Đức cung cấp và xe Stryker do Mỹ sản xuất, cùng với các bệ phóng tên lửa HIMARS. Trong khi đó, Nga được cho là đã mất 27 khí tài trong các cuộc đụng độ tại vùng biên giới này. Báo cáo còn cho thấy, mặc dù Kiev đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng về đạn dược và khí tài, chính phủ Ukraine vẫn tiếp tục thúc đẩy chiến dịch ở Kursk. Điều này đã khiến Moscow có cơ hội gia tăng bước tiến của mình ở khu vực Donetsk. Mặc dù tình hình trên chiến trường trở nên ngày càng phức tạp và thách thức, Kiev vẫn chưa đưa ra các bình luận chính thức về những thông tin này. Hiện tại, cả Moscow và Kiev đều chưa có phản hồi chính thức về các báo cáo của Financial Times, làm dấy lên nhiều câu hỏi về tình trạng thực sự của cuộc xung đột và khả năng tiếp tục duy trì sức chiến đấu của Ukraine trong bối cảnh căng thẳng gia tăng. Điều này phản ánh sự căng thẳng và khó khăn ngày càng gia tăng trong cuộc chiến, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải xem xét các yếu tố chiến lược và hậu cần quan trọng trong cuộc xung đột kéo dài này. Cận cảnh pháo phản lực Nga tấn công nhóm quân Ukraine xâm nhập tỉnh Kursk. Bộ Quốc phòng Nga mới đây đã công bố một đoạn video gây sốc chứng minh sự hiệu quả tấn công của lực lượng pháo binh Nga vào một nhóm quân Ukraine đang thực hiện chiến dịch xâm nhập vào tỉnh Kursk. Theo thông cáo từ Bộ Quốc phòng Nga, vào đêm ngày 20 tháng 8, lực lượng pháo binh của họ đã thực hiện một cuộc tấn công chính xác vào một nhóm quân Ukraine được phát hiện trong khu rừng ở biên giới Kursk nhờ sự hỗ trợ từ máy bay không người lái UAV. Theo thông tin được công bố, máy bay không người lái UAV của Nga đã phát hiện một nhóm quân Ukraine đang di chuyển và tập trung tại một khu vực rừng rậm. Sau khi xác minh và theo dõi động thái của đối phương, Ukraine đã truyền tọa độ chính xác đến cho đội pháo Tornado S. Sử dụng thông tin này, đội pháo đã tiến hành một cuộc tấn công tập trung vào vị trí của quân Ukraine. Đoạn video do TASS trích dẫn cho thấy, camera gắn trên UAV ghi lại hình ảnh các xe quân sự Ukraine đang di chuyển trong đêm tối. Tiếp theo là hàng loạt quả đạn pháo nã xuống khu vực được xác định là nơi dừng chân của nhóm quân xâm nhập. Cảnh quay từ camera của UAV cho thấy sự tàn phá dữ dội khi các quả đạn pháo liên tiếp đánh trúng mục tiêu, tạo ra các vụ nổ lớn và hủy diệt toàn bộ khu vực. Theo thông cáo, cuộc tấn công đã dẫn đến sự hủy diệt của 3 thiết bị quân sự và cái chết của 20 binh sĩ Ukraine. Đoạn video không chỉ chứng minh độ chính xác và hiệu quả của hệ thống pháo Tornado S, mà còn phản ánh chiến lược của Nga trong việc chống lại các nỗ lực xâm nhập của quân Ukraine. Hiện tại, phản ứng từ quân đội Ukraine về đoạn video và thông cáo từ Bộ Quốc phòng Nga vẫn chưa được công bố, làm dấy lên nhiều câu hỏi về sự ảnh hưởng của cuộc tấn công này đối với tiến trình chiến dịch xâm nhập của Ukraine vào Kursk. Trong khi các nguồn tin từ Nga khẳng định thành công của cuộc tấn công, tình hình tại khu vực Kursk tiếp tục là một điểm nóng trong cuộc xung đột đang diễn ra. Nga phá hủy loạt vũ khí, khí tài của Ukraine. Vào sáng sớm ngày 21 tháng 8, Moscow đã phải đối mặt với một cuộc tấn công rầm rộ chưa từng có khi 10 máy bay không người lái UAV của Ukraine tiến vào gần thủ đô. Thị trưởng Moscow Sergei Sobyanin mô tả đây là một trong những cuộc tấn công lớn nhất bằng UAV mà thành phố đã phải chứng kiến.
Bộ Quốc phòng Nga xác nhận rằng các UAV của Ukraine đã bị lực lượng phòng không Nga bắn hạ ở khu vực tỉnh Moscow khi chúng đang tiếp cận thành phố từ phía đông. Shchukin cũng thông báo rằng một số UAV đã bị phá hủy trên bầu trời thành phố Bondos, cách Điện Kremlin khoảng 38 km về phía nam. Điều này cho thấy quy mô của cuộc tấn công. Tuy chưa có thông tin chính thức về thiệt hại hoặc thương vong do cuộc tấn công, nhưng đây rõ ràng là một đợt tấn công có quy mô lớn hơn so với các cuộc tấn công bằng UAV trước đó. Vụ tấn công này có vẻ nghiêm trọng hơn nhiều so với sự kiện vào tháng 5 năm 2023, khi ít nhất 8 UAV của Ukraine bị phá hủy tại Moscow, điều mà Tổng thống Vladimir Putin đã chỉ trích là nỗ lực của Kiev nhằm đe dọa và khiêu khích Nga. Những UAV này đã xuất hiện vào thời điểm khá nhạy cảm, khi mà Moscow đang tập trung vào các hoạt động quân sự và phòng thủ. Các cuộc tấn công bằng UAV từ Ukraine không chỉ dừng lại ở Moscow. Trong suốt thời gian qua, Ukraine đã thực hiện nhiều chiến dịch phá hoại nhắm vào các cơ sở quân sự, nhà máy lọc dầu và các cơ sở công nghiệp khác trên lãnh thổ Nga, chứng tỏ một chiến lược tấn công có chủ đích nhằm gây áp lực lớn lên đối thủ. Thủ đô Moscow cũng không ít lần trở thành mục tiêu trong những đợt tấn công này, cho thấy tầm quan trọng của việc bảo vệ các mục tiêu chiến lược của Nga. Trong bối cảnh đó, vào ngày 20 tháng 8, Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Shishky đã công bố thông tin chi tiết về những tổn thất của Nga. Ông cho biết từ khi cuộc xung đột Nga-Ukraine bùng nổ vào tháng 2, 2022, Nga đã triển khai hơn 9.600 tên lửa và gần 14.000 UAV để tấn công Ukraine. Các lực lượng phòng không Ukraine đã đạt được những thành công đáng kể khi phá hủy hơn 2.400 tên lửa và 9.200 UAV của Nga. Ông Shishky lưu ý rằng các loại tên lửa mà Nga chủ yếu sử dụng trong các cuộc tấn công bao gồm Kalibr, Dagger và các hệ thống phòng không S-300, S-400. Bên cạnh đó, kho vũ khí của Ukraine được cung cấp bởi Mỹ, Anh và Pháp, bao gồm các tên lửa phóng từ trên không và trên mặt đất với tầm bắn vượt quá 320 km. Tuy nhiên, việc sử dụng các loại tên lửa này để tấn công các mục tiêu trên lãnh thổ Nga vẫn bị hạn chế nghiêm ngặt. Mỹ và ít nhất 9 quốc gia NATO khác đã cam kết gửi hàng chục hệ thống phòng không cho Ukraine trong những tháng tới, bao gồm ít nhất 4 khẩu đội Patriot nhằm tăng cường khả năng phòng thủ của Ukraine và đối phó hiệu quả hơn với các cuộc tấn công từ Nga. Được Mỹ và NATO đào tạo binh lính, cung cấp vũ khí, Ukraine vẫn lo vỡ trận ở Kursk. Cơ quan tình báo đối ngoại Liên bang Nga SVR cáo buộc ba quốc gia thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO là Mỹ, Anh, Ba Lan đã hỗ trợ Ukraine lập kế hoạch và thực hiện cuộc tấn công vào tỉnh Kursk của Nga, theo tờ Investia hôm ngày 21 tháng 8. Theo thông tin hiện có, hoạt động của lực lượng vũ trang Ukraine tại tỉnh Kursk đã được chuẩn bị với sự tham gia của các cơ quan an ninh của Mỹ, Anh và Ba Lan, Investia dẫn tuyên bố của SVR. Theo tình báo đối ngoại Liên bang Nga, các đơn vị Ukraine vượt biên giới vào đầu tháng này đã trải qua khóa huấn luyện tại Anh và Đức. Các cố vấn quân sự từ các nước NATO đang hỗ trợ điều phối các đơn vị xâm nhập và giúp Ukraine sử dụng vũ khí phương Tây. Tình báo đối ngoại Liên bang Nga cáo buộc thêm rằng NATO đã cung cấp cho Kiev dữ liệu vệ tinh về việc di chuyển của binh lính Nga. Trong khi đó, theo tờ The Times, nhật báo của Anh, một số binh lính Kiev tham gia chiến dịch Ukraine tấn công tỉnh Kursk đã trải qua quá trình huấn luyện chiến đấu đô thị ở Anh. Binh lính Ukraine tấn công tỉnh Kursk sử dụng nhiều vũ khí do phương Tây cung cấp, bao gồm xe bọc thép Stryker do Mỹ sản xuất và xe bọc thép Marder do Anh sản xuất. Mỹ, Anh và Ba Lan chưa lên tiếng về thông tin trên. Mặc dù vậy, tình báo đối ngoại Liên bang Nga tuyên bố rằng các cơ quan an ninh của ba quốc gia NATO này đã không chỉ hỗ trợ Ukraine lập kế hoạch mà còn trực tiếp tham gia vào việc điều phối và cung cấp dữ liệu vệ tinh cho Kiev. Điều này đánh dấu một bước tiến xa hơn trong sự tham gia của phương Tây vào cuộc chiến, một động thái có thể làm thay đổi hoàn toàn cục diện xung đột. Việc binh lính Ukraine được huấn luyện tại Anh và Đức vượt qua biên giới và tiến vào kết vào sáng ngày 6 tháng 8 đã khiến cuộc tấn công này trở thành cuộc xâm nhập lớn nhất vào lãnh thổ Nga kể từ Thế chiến II. Sử dụng các vũ khí hiện đại do phương Tây cung cấp như xe bọc thép Stryker của Mỹ và Marder của Đức, quân đội Ukraine đã đạt được những bước tiến đáng kể, chiếm giữ 1.263 km2 lãnh thổ Nga và nắm quyền kiểm soát 93 khu định cư. Moscow đã ngay lập tức phản ứng bằng cách sơ tán dân thường và tăng cường lực lượng để đẩy lùi cuộc tấn công này. Một cuộc tấn công mà họ cho rằng không thể thực hiện nếu thiếu sự hỗ trợ trực tiếp từ NATO. Những tổn thất nặng nề của Ukraine tại Kursk với 350 binh lính và 25 xe bọc thép bị tiêu diệt chỉ trong ngày 20 tháng 8, theo đài RT, càng làm nổi bật sự khốc liệt và quy mô của cuộc xung đột. Các chuyên gia quân sự cảnh báo rằng nếu những cáo buộc này được chứng minh, đây sẽ là một bước ngoặt nguy hiểm để cuộc chiến Nga-Ukraine
vào một giai đoạn mới đầy bất ổn với nguy cơ bùng phát một cuộc xung đột lớn hơn giữa Nga và NATO. Nga tấn công mạnh mẽ vào Kiev, đáp trả cuộc đột kích xuyên biên giới của Ukraine. Nga đã đẩy mạnh các cuộc tấn công vào thủ đô Kiev của Ukraine, thực hiện cuộc tấn công tên lửa thứ 5 trong tháng 8 này. Cuộc không kích diễn ra vào sáng sớm ngày 20 tháng 8, ngay sau khi Kiev vừa trải qua một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào tối 19 tháng 8. Tình hình ở Kiev và khu vực xung quanh đang trở nên vô cùng căng thẳng khi lực lượng phòng không Ukraine phải đối mặt với các cuộc tấn công liên tiếp từ phía Nga. Sergei Popko, người đứng đầu chính quyền quân sự Kiev, đã phát đi cảnh báo khẩn cấp cho người dân. Cảnh báo không kích vẫn tiếp tục. Các hệ thống phòng không đang hoạt động liên tục trong tỉnh và các vùng ngoài ô Kiev. Người dân nên ở trong hầm trú ẩn cho đến khi có lệnh an toàn. Cảnh báo không kích không chỉ áp dụng cho Kiev mà còn cho các tỉnh Chernihiv, Poltava và Zhytomyr do mối đe dọa từ các cuộc tấn công tên lửa vẫn đang hiện hữu. Sự căng thẳng ở Kiev không ngừng gia tăng trong bối cảnh quân đội Ukraine vừa tuyên bố đã kiểm soát gần 100 khu định cư trên diện tích hơn 1.200 km2 của lãnh thổ Nga. Sau 2 tuần giao tranh ác liệt ở vùng Kursk, các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga đã khiến Tổng thống Nga Vladimir Putin nổi giận. Ông tuyên bố rằng cuộc đột kích này là hành động leo thang căng thẳng và khẳng định Kiev sẽ phải nhận đáp trả thích đáng. Maria Zakharova, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga, cũng đã đưa ra lời cảnh báo mạnh mẽ về một đòn đáp trả cứng rắn từ Moscow, làm dấy lên mối lo ngại về sự gia tăng bạo lực. Với tình hình diễn biến nhanh chóng, nhiều quan chức phương Tây và chính trị gia Ukraine như Oleksiy Gondrachenko cho rằng Nga có thể gia tăng các cuộc không kích vào Kiev và các mục tiêu quan trọng khác của Ukraine. Các nguồn tin quốc phòng cấp cao của Ukraine đã cảnh báo rằng Nga có thể phóng hàng trăm tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo cùng với các cuộc tấn công từ máy bay không người lái tự sát Shahed vốn đã từng đe dọa Ukraine ngay từ những ngày đầu tiên của cuộc xung đột. Bên cạnh đó, quân đội Nga đã giành được quyền kiểm soát hoàn toàn thị trấn New York ở Donetsk, miền đông Ukraine, sau nhiều tháng giao tranh dữ dội. Những chiến thắng này đã tạo điều kiện cho Nga tiến gần hơn đến thành phố Pokrovsk trong những thành trì phòng thủ quan trọng của Ukraine tại miền đông. Các lực lượng Nga đang mở rộng quyền kiểm soát, đã giành được nhiều ngôi làng trong khu vực và đang tiếp tục áp sát Pokrovsk. Sự gia tăng hoạt động quân sự ở miền đông Ukraine và các cuộc tấn công liên tiếp của Nga tại Kiev đang tạo ra một bức tranh chiến sự ngày càng phức tạp. Nhiều ý kiến từ phương Tây cho rằng Ukraine đang phải đối mặt với nguy cơ khi chuyển một phần lực lượng từ miền đông để tập trung vào cuộc tấn công ở vùng Kursk. Việc phân tán nguồn lực và tài nguyên có thể làm suy yếu khả năng phòng thủ của Ukraine, tạo cơ hội cho Nga mở rộng ảnh hưởng và tiếp tục gây áp lực lên các khu vực do Kiev kiểm soát. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên, chúng tôi cập nhật rất nhiều thông tin mới nhất ở tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại!